Chào mừng quý chú chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video buổi chiều ngày 11 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý vị, phải nói giá vàng SJC bất ngờ giảm mạnh, thật là mạnh sau phiên lập đỉnh lịch sử trong ngày hôm qua là ngày 10 tháng 5 năm 2024. Phải nói rằng sau một cơn tăng điên loạn của giá vàng với mức đỉnh liên tục được xác lập trong ngày hôm qua cũng như vào sáng ngày hôm nay anh chị. Sáng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2024, giá vàng SJC đã bất ngờ giảm mạnh hơn 1 triệu đồng trên một lượng. Phải nói rằng theo cái biểu giá vàng của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC giao dịch ở cái mức là 88,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra là 91,3 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là giảm mạnh mỗi chiều là khoảng 1 triệu 200 ngàn đồng trên một lượng anh chị. So với ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng giá vàng tăng một cách phi mã luôn, tăng một cách khủng khiếp, 92,5,2 triệu đồng trên một lượng vàng. Cho nên chúng ta biết rằng là ngày hôm qua là ngày 10 tháng 5, thị trường vàng chứng kiến một cơn tăng điên loạn của giá vàng. Khi mà các cái mức đỉnh liên tục, chắc hẳn là anh chị cũng biết, nó được xác lập và nó tăng lên một cách điên loạn luôn. 92,2, 92,5, 92,4, tùy vào từng cửa hàng, tùy vào từng điểm bán vàng anh chị. Cho nên chúng ta cũng biết rằng là giá vàng nhẫn anh chị, giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục tăng mạnh. Bởi vì trước đó trong ngày 10 tháng 5 là ngày hôm qua thì giá vàng nhẫn trơn 24K đó cũng đã tăng lên là 1,3 triệu đồng trên một lượng rồi, cho đến 1,5 triệu đồng trên một lượng vàng. Như vậy là mức tăng nó mạnh nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Và tất nhiên hiện tại thì giá vàng nhẫn tròn trơn của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở cái mức là 74,850 triệu đồng trên một lượng anh chị mua vào, và bán ra là 76,65 triệu đồng trên một lượng anh chị nha. Riêng tập đoàn Doji thì niêm yết giá vàng nhẫn tròn 4 con số chính đó anh chị, ở cái mức mua vào là 75,95 triệu đồng trên một lượng, còn bán ra là 77,45 triệu đồng trên một lượng anh chị. Đối với vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG thì cũng tăng liên tiếp lên 74,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra là 76,8 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy thì các cái mức giá này nó tăng thêm khoảng 500.000 đồng so với ngày hôm qua. Còn trên thị trường thế giới thì như thế nào quý vị? Giá vàng trên thế giới chúng ta biết rằng nó đang tăng lên từ cái mức là 2310 đô la trên một ounce đã lên đến 237 đô la trên một ounce anh chị. Như vậy chúng ta có thể biết rằng nếu mà quy đổi theo tỷ giá đô la hiện hành thì tất nhiên giá vàng quốc tế, tức là giá vàng thế giới đó, nó tương đương với cái tiền Việt Nam là 73 triệu đồng trong một lượng chưa bao gồm thuế phí anh chị. Như vậy thì chúng ta có thể nhận thấy rằng rõ ràng là giá vàng trong nước của chúng ta với lại giá vàng thế giới thì giá vàng thế giới sẽ rẻ hơn khoảng 20 triệu đồng trong một lượng luôn quý vị. Phải nói là chẳng hiểu cái vì sao mà giá vàng ở tại Việt Nam của chúng ta nó lại tăng lên một cách khủng khiếp, khủng khiếp luôn anh chị. Và phải nói là sau khi mà chính phủ chỉ đạo nóng thực hiện nghiêm theo cái nghị định 24 về cái việc mà quản lý kinh doanh vàng đó cô chú anh chị và các bạn, theo phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu ngân hàng trung ương hay còn gọi là ngân hàng nhà nước đó anh chị, cũng như là các cái bộ cơ quan liên quan phải thực hiện nhanh và thật quyết liệt, nghiêm túc để làm sao mà áp dụng được cái nghị định 24 này về quản lý kinh doanh vàng một cách hiệu quả nhất. Cho nên chúng ta biết rằng là sau khi mà được sự chỉ đạo thanh tra kiểm tra thị trường vàng thì phải nói giá vàng bất ngờ lao dốc xuống hơn 1 triệu đồng trên một lượng vàng, có thể đến 1 triệu 3 luôn anh chị. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5 lúc khoảng 11 giờ hơn đó anh chị, thì
Bất ngờ giá vàng miếng được SJC niêm yết ở cái mức là 88,8 triệu đồng. Mua vào còn bán ra chỉ còn 91,3 triệu đồng một lượng mà thôi. Đó là buổi sáng chị, khoảng 11 giờ sáng đó. Cho nên với cái thị trường vàng nó nóng mà chưa bao giờ thấy, và thậm chí nó lập một cái đỉnh mà chúng ta cũng chẳng bao giờ thấy, mà giá vàng nó lại tăng lên phi mã và nó lao dốc một cách thê thảm như vậy. Mới ngày hôm qua, hôm nay bán lên thấy nguy hiểm rồi, lỗ hơn triệu đồng trên lượng vàng rồi anh chị. Ngày hôm qua lúc khoảng 15 giờ là mình đã cập nhật một cái video clip để mình chia sẻ đến quý vị về cái giá vàng miếng SJC ở tại các doanh nghiệp bán vàng ở Sài Gòn, Hà Nội. Thì phải nói mức giá của nó nằm ở cái mốc là 92,2 triệu đồng chiều bán ra. Cho nên chúng ta biết rằng là giá của nó có lẽ sẽ dừng hoặc là giảm xuống. Cho nên nhiều chuyên gia cũng khuyên chúng ta nên làm sao mà chấp được cái cơ hội để có chốt lời. Chứ còn ôm vàng thì liệu rằng có lợi nữa hay không? Vàng có tăng nữa hay không? Có tăng lên 100 triệu hay không? Tất nhiên thì giá vàng tăng nóng khi mà tái diễn cái cảnh mà đông người dân chen nhau mua bán vàng. Tại một số thời điểm kinh doanh vàng thì phải nói người dân chen nhau mua bán vàng thì giá nó càng đẩy lên cao, tại vì nhu cầu cao hơn cung mà. Càng đầu tư vàng, càng tích trữ vàng nhiều thì tất nhiên nó sẽ đưa cái giá vàng lên cao do nhu cầu tăng đột biến. Đối với giá vàng thế giới thì tính đến ngày hôm nay, từ đầu năm cho đến ngày hôm nay thì đã tăng hơn 14% rồi. Tăng hơn 14% luôn anh chị nha, giá vàng thế giới đó. Còn Việt Nam của chúng ta thì phải nói tăng phi mã luôn. Từ 74 lên vọt 92, trời ơi, lạnh người luôn quý vị. Cho nên chúng ta cũng biết là giá vàng hiện nay nó đang ở một cái viễn cảnh là tăng trái chiều. Trái chiều anh chị, diễn biến quá trái chiều. Giá vàng miếng SJC giảm sau khi lập đỉnh, còn giá vàng nhẫn 4 con số 9 đó thì lại tăng mạnh anh chị. Ngoài thị trường bán ra là 77,20 triệu đồng trên một lượng vàng nhẫn 4 con số 9. Trong khi đó vàng miếng SJC lại giảm xuống hơn 1 triệu đến 1 triệu 3. Và tính đến trưa ngày hôm nay thì thị trường vàng thế giới chúng ta cũng biết rồi, nó đang tăng lên. Cho nên chúng ta cũng hết sức lo lắng và lo ngại về cái tình hình giá vàng nó bất ổn định như hiện nay. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người chốt lời, nhưng mà ngược lại thì cũng có nhiều người ta đang bỡ ngỡ, không dám là có giữ nữa hay không, hay là bán ngay. Thậm chí trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 thì nhiều cửa hàng người ta ngừng bán chị, tại vì người dân mua vàng nhiều quá đi, cho nên người ta dừng bán vàng. Tất nhiên thì ở bên ngoài thị trường chợ đen thì gọi là thị trường chợ đen thôi, chứ nhiều người ta mua dạng như là sang tay đó anh chị. Người ta mua ở trong tiệm vàng ra có hóa đơn đầy đủ đàng hoàng, người ta bán lại cho người khác, gọi là mua sang tay. Phải nói đầu giờ chiều ngày 11 tháng 5 này thì giá vàng SJC của một thương hiệu đã giảm đến 1,8 triệu đồng trên một lượng anh chị. Phải nói lao dốc bốc hơi rất là mạnh luôn. Chỉ sau khi chịu sự chỉ đạo nóng của chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bốc hơi tới gần 1,8 triệu. Còn có những thương hiệu thì phải nói giảm xuống đến 1,2 triệu, 1,3 triệu luôn anh chị. Ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay tăng như vũ bão luôn, lên 92,4 triệu đồng trên một lượng.
Và đầu giờ chiều ngày hôm nay thì phải nói bất ngờ giảm tục dốc, lao dốc luôn anh chị. Và cái vấn đề mấu chốt hiện nay là cái sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra vẫn còn cao lắm, cao khoảng 2,5 triệu đồng trên một lượng. Như vậy thì chúng ta cảm thấy nó rất nhiều rủi ro khi mà người mua vàng. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng với những cái phiên đấu giá, đấu thầu vàng gần đây của ngân hàng nhà nước đã bắt đầu làm cho thị trường vàng của Việt Nam chúng ta nó càng nóng hơn và nó tăng khủng khiếp. Nó kéo giãn cái khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới anh chị. Hiện nay thì Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu quản lý chặt cái hóa đơn điện tử trong cái việc mua và bán vàng, vàng miếng theo từng lần anh chị. Yêu cầu Bộ Tài chính cũng như là các cơ quan liên quan phải yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm những cái quy định về hóa đơn điện tử trong cái việc mà kinh doanh hoạt động mua hoặc là bán vàng. Phải nói chưa bao giờ mà chúng ta thấy thị trường vàng, đặc biệt là vàng miếng SJC là tăng cao kỷ lục như vậy. Nếu mà tính ngày hôm qua là ngày 10 tháng 5 và hôm nay là buổi sáng ngày 11 tháng 5 thì giá vàng SJC đã quay đầu giảm gần 2 triệu đồng trên một lượng anh chị. Gần 2 triệu đồng trên một lượng. Và khoảng cách chênh lệch với giá vàng thế giới là từ gần 20 triệu đồng vào sáng ngày hôm nay xuống còn 18,8 triệu đồng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng giá vàng nó đã có sự biến động đi xuống. Chúng ta cũng nên thận trọng khi mà chúng ta giữ vàng trong tay hoặc là bán trong thời điểm hiện nay. Như vậy đối với tỷ giá đô la cũng như là ngoại tệ trong ngày hôm nay ở ngoài thị trường tự do là bao nhiêu thì bây giờ mình sẽ xin phép chia sẻ đến quý vị và các bạn thấy được tỷ giá đồng đô la Mỹ trong buổi chiều ngày nay bất ngờ luôn. Bất ngờ luôn anh chị nha. Đối với đồng đô la Mỹ ở ngoài thị trường tự do trong ngày hôm nay, giá mua vào là 25.755 anh chị, tăng lên rồi. Và giá bán ra là 25.825. Đây là tỷ giá ngoài thị trường chợ đen nha. Đối với đồng đô la Úc thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 16.780, còn bán ra là 16.900. Đồng bảng Anh thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 31.830, còn bán ra là 32.050. Đối với đồng Euro thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 27.490, bán ra là 27.610 anh chị. Đối với đồng franc Thụy Sĩ thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 28, còn bán ra là 28.170. Đồng Yên Nhật thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 165, bán ra là 166. Còn đồng đô Canada thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 18.600, bán ra là 18.720. Đối với đồng Singapore thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 18.800, bán ra là 18.920. Đồng Hồng Kông thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 8. Đồng Hồng Kông thì ngày hôm nay mua vào ở cái giá là 3240, còn bán ra là 3290 anh chị. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng trong cái buổi chiều ngày 11 tháng 5, ngày thứ bảy này thì tỷ giá ngoại tệ ở ngoài thị trường tự do đã có phần tăng lên rồi. Và thậm chí là đồng đô la Mỹ tăng lên 1.000 đô được 25.755.000 đồng, đó là ngoài thị trường chợ đen nha anh chị. Tất nhiên thì giá liên ngân hàng nó sẽ thấp hơn nhiều. Đặc biệt là đồng bảng Anh thì vẫn đang duy trì ở mức cao, đồng Euro cũng trên 27 luôn. Đồng Yên Nhật thì cũng có dấu hiệu ổn định trở lại, phục hồi trở lại so với những tuần trước.
Phải nói thị trường vàng và thị trường ngoại hối, đặc biệt là đồng đô la Mỹ vẫn duy trì ở cái mức khá cao trong buổi chiều ngày 11 tháng 5 năm 2024. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.